Trong đợt dịch sâu cuốn lá nhỏ vừa qua, toàn tỉnh đã có 85% diện tích bị nhiễm bệnh. Do chủ quan nên nhiều địa phương đã để sâu ăn chay trăng lá. Hiện nay sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 đã trưởng thành và trên lúa hè thu mùa chuẩn bị xuất hiện sâu lứa 5. Nếu lứa sâu này không được phun phòng đúng cách thì việc mất mùa lúa là khó tránh khỏi. Đây là ruộng lúa của bà con nông dân xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc cách đây 15 ngày. Tại thời điểm đó, lúa đang xanh và sâu còn rất nhỏ. Nhưng hôm nay, một số diện tích do phun thuốc không đúng cách và lúa đã chuyển từ màu xanh sang màu trắng. Điều đáng nói là ngay trên cánh đồng này, nếu hộ nông dân nào thực hiện đúng khuyến cáo của cán bộ kỹ thuật thì lúa phát triển bình thường. Điển hình là ruộng lúa của gia đình bà Nguyễn Thị Bình ở xóm 10 Nghi Hưng. Mỗi bữa là cũng nghe nói là huyện về người ta tham khảo cái đồng đi này, rồi là nhà cũng xuống đây thì về xóm trưởng người ta cũng có hướng dẫn, nên người ta cũng có hướng dẫn cho mình là phun đúng kỹ thuật thì nhà phun thì rất là được, còn họ thì không biết là răng chứ cũng thấy được à, được mà nhà thì đây làm sao, thế bên trên cách cái 2-3 ruộng thì được. Trong đợt sâu cuốn lá nhỏ lứa 4, toàn tỉnh có 71.000 hecta lúa bị nhiễm sâu. Hầu hết các địa phương đều đã tập trung phun phòng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi công tác phun phòng chậm, chưa đúng kỹ thuật. Đặc biệt, nhiều vùng khi sâu đã ăn trắng lá, nông dân mới tổ chức phun phòng nên hiệu quả không cao. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có trên 2.000 hecta bị sâu ăn cháy và có khả năng mất mùa. Sau đợt dịch sâu cuốn lá nhỏ lứa 4, nhiều địa phương đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch. Qua kiểm công tác chỉ đạo sâu cuốn lá lứa 4 á, thì rút ra một bài học kinh nghiệm là đối với những xã chỉ đạo quyết liệt, nông dân sử dụng đúng thuốc, phun đúng thời điểm thì hiệu quả phun trừ rất cao. Những hộ nông dân mà chủ quan, xem nhẹ vấn đề trừ sâu cuốn lá, nhất là khuyến cáo của ngành nông dân thì của ngành chuyên môn thì cái hiệu quả phun trừ sẽ không cao. Từ cái bài học phun trừ lửa 4 thì Ủy ban huyện đã rút ra bài học là phải làm tổ công tác tuyên truyền và đồng thời cũng phải là cương quyết chỉ đạo các xã, rồi là các thôn bản là phải là tập trung là việc là tuyên truyền để là cho người dân nhận thức được. Cái thứ ba là tăng cường quản lý thuốc. Trong lứa 4 này có vấn đề thuốc, tức là có một số dịch vụ thuốc không đảm bảo chất lượng dẫn đến người dân phun nhưng không hiệu quả. Hiện tại lúa hè thu đang vào thời kỳ ôm đồng chắc xanh, lúa mùa đang thời kỳ đẻ nhánh đến làm đồng. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 hiện đang ra rộ và đã bắt đầu xuất hiện trứng sâu lứa 5. Theo dự báo của Chi cục Bảo vệ Thực vật, dự kiến sâu non lứa 5 sẽ bắt đầu ra rộ từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8. Riêng tại các huyện miền núi cao có thể muộn hơn 2 đến 3 ngày. Sâu non lứa 5 có khả năng phát sinh trên diện rộng, đặc biệt có nguy cơ gây hại nặng trên lúa hè thu muộn và lúa mùa thời kỳ đẻ nhánh đến làm đồng. Để bảo vệ diện tích lúa hè thu mùa, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo nông dân và các địa phương tập trung phòng trừ. Trước tình hình cái diễn biến của sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 thì chúng tôi đề nghị là chính quyền các cấp và bà con nông dân, thứ nhất là phải phun đúng vào cái thời điểm mà ngành nông nghiệp, ngành bảo vệ thực vật là hướng dẫn, tức là chúng tôi sẽ theo dõi và hướng dẫn bà con là nên bắt đầu phun từ ngày 10 hay từ ngày 12 và kết thúc ngày nào, vì trên địa bàn các huyện nó sẽ có khác nhau một vài ngày. Cái thứ hai là khi mà phun thuốc thì phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, là theo thực hiện theo 4 đúng. Và cái thứ ba là những cái diện tích mà mật độ quá cao mà khi chúng ta đã phun rồi mà theo cơ quan bảo vệ thực vật mà ra soát mà cần phải phun lặp lại thì bà con nông dân cũng cố gắng chấp hành. Có như vậy chúng ta mới hạn chế được cái thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ gây ra. Theo các nhà chuyên môn, sâu cuốn lá nhỏ rất dễ phòng trừ. Điều đáng nói là người dân không được có tư tưởng chủ quan trong công tác chống dịch sâu cuốn lá nhỏ. Nếu để đến khi sâu ăn cháy lá mới phun phòng, thì lúc đó việc phun phòng gần như không còn tác dụng. Vì thế, trong đợt sâu lứa 5 sắp tới, nông dân cần chủ động phun phòng theo 4 đúng. Như thế mới có thể hạn chế được nguy cơ mất mùa trong vụ hè thu mùa năm nay.